Xin chào quý khách hàng của Vũ Cao Su 247 ạ. Hôm nay thì Vũ Cao Su 247 xin giới thiệu với quý khách về cái mẫu sản phẩm về bàn học sinh nhí. Bộ bàn học sinh nhí. Cái sản phẩm này thì năm nay Vũ Cao Su 247 sẽ chính thức đưa vào để cung cấp và phân phối cho các quý đại lý. Thực sự thì cái mẫu này không phải là mẫu mới, nhưng năm nay quyết định cung cấp cho quý vị đại lý vì cũng rất nhiều đại lý nó cũng muốn Cô Su 7 để cung cấp cái sản phẩm này. Mẫu này thì có rất là lâu rồi và cũng bán rất là chạy, nhưng cái sản phẩm này khi mà Cô Su 7 cung cấp thì nó sẽ có những cái điểm nó khác, nó sẽ có một số điểm khác. Về kích thước của sản phẩm ạ, thì về cơ bản thì có những đơn vị người ta làm chiều sâu mặt bàn là 45, nhưng mà ở đây là gỗ Su 47 thì làm kích thước của mặt bàn là 50 x 80, chiều sâu này là 50, chiều rộng là 80, chiều cao lên đây là 59 và chiều cao lên đến cái chỗ này là 1m09, tức là cái phần giá này ở trên là cao 50 cm, bên này sẽ là 40, bên này là thấp hơn 10 phân. Thì tổng chiều cao của sản phẩm là 1m09. Ở đây có một điểm nhỏ nhỏ nó khác là cái phần này, cái phần giá ở trên này thì bên gỗ cao su đã đưa cái phần giữa lên cao, thì để cho làm sao để cho cái phần bên này sách nó có thể dựa vào bên đây, các cháu sẽ để sách nó dựa bên này nó tiện hơn. Đây là cái mẫu cũ thì cái phần này nó thấp hơn, thì như vậy ở đây chỉ để sách nằm hoặc là để những cái đồ đứng được thôi, còn để mà dựa vào thì hầu như là không dựa được. Cái đây nó chỉ có khoảng 5 phân, nhưng cái điểm khác là gỗ Su 47 đưa cái phần này cao lên để cho nó dựa sách vào đây cho nó tiện. Và một điểm khác biệt nữa là gỗ Su 47 sẽ đóng tất cả các sản phẩm này vào một kiện, có nghĩa là cái hậu này sẽ cho vào trong cái kiện sản phẩm luôn, thì nó sẽ rất là gọn. Bình thường là cái kiện hậu này để bên ngoài, nhưng mà 247 sẽ sắp xếp và làm sao để cho cái hậu này nó vào trong cái kiện hàng này luôn, thì nó đảm bảo được cái hàng đến cho quý khách hàng nó không bị bể cái này, không bị hỏng cái này, vì cái này nó theo kinh nghiệm thì cũng hay bị bể lắm, hay bị hỏng cái này. Đấy. Còn lại thì cái chi tiết khác của bàn bộ bàn ghế này thì cũng không có gì đặc biệt, tức là nó vẫn cùng có một cái cánh tủ đây và có khóa mở đây. Còn cái ghế đây thì kích thước nó không khác biệt đâu, nó cũng mặt vuông 30, chiều cao là 37, cũng được thiết kế theo ráp và đi theo bộ nhé. Nó đóng một bộ sản phẩm sẽ gồm một ghế, một bàn. Đấy. Và đã có hậu ở trong sản phẩm rồi, sẽ không để ngoài đâu. Thì như vậy thì nó chỉ có khác là cái nhiều đơn vị người ta sẽ làm cái mặt này là 45 x 80, nhưng bên gỗ cao su 47 làm 50 x 80, và nó khác ở cái chỗ này, khác ở cái chỗ điểm này thấp thì bên này không để được đồ dựa vào đây, nhưng cái này sẽ là cao lên. Đấy, đây là cái điểm khác biệt. Sản phẩm bộ bàn ghế học sinh nhí này nó chỉ có một kích thước thôi, một kích thước 50 x 80, cao 59 và cao lên cái chỗ cao nhất là 1m09. Đấy, và có hai màu xanh và màu hồng này thôi, sẽ không làm có màu khác. Và nó gồm một bộ cả bàn cả ghế. Và hàng hiện tại đang có sẵn tại kho của Cô Cao Su 47 nhé. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ. Giá thì thực sự của nó rất là rẻ nhé. Rẻ vô địch luôn. Khách hàng cứ lên đơn đi ạ. Rồi còn sẽ còn nhiều các cái sản phẩm mà Gỗ Cao Su 47 sẽ giới thiệu chi tiết ở trong cái kênh YouTube của Gỗ Cao Su 47. Khách hàng thường xuyên vào đó để xem các cái sản phẩm bên Gỗ Cao Su 47 quay trực tiếp, cũng như là để phân tích hoặc so sánh hoặc là đánh giá các cái sản phẩm nó cùng loại và một số các cái chi tiết các lưu ý trong quá trình lắp đặt chẳng hạn. Rồi cảm ơn quý khách đã theo dõi cái video về bộ bàn ghế học sinh nhí của Gỗ Cao Su 47 nhé. Hẹn gặp lại quý khách ở các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.